Kính thưa quý vị và các bạn, ở trong bài nói chuyện hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một số những công cụ nhỏ cũng như là một số phương thức giúp chúng ta trong quá trình chúng ta làm nghề, đặc biệt là trong quá trình chúng ta sử dụng Avid Lightweight mà chúng ta có liên quan đến thao tác sử dụng những cái file ảnh mà có sử dụng định dạng tạc ra. Thì để minh họa trong cái bài nói chuyện hôm nay, tôi đã sử dụng một số công cụ như là Avid Lightweight và các phần mềm Adobe Photoshop phiên bản 7.0. Thì ở trước mắt màn hình chúng ta thấy đây là chính là giao diện của cái phần mềm Avid Lightweight, và tôi đã mở sẵn một cái project. Cái project của tôi đã mở trước đây á, đó chính là cái project là Modern Wedding Style phần 1. Thì trong cái bộ project này chúng ta dễ dàng chúng ta thấy được là nó sẽ có rất nhiều những cái file ảnh ở định dạng tạc ra. Thì thông thường trong khi mà chúng ta sử dụng cái bộ project này, trong quá trình chúng ta sử dụng thì khi chúng ta có nhu cầu một file ảnh thì đương nhiên chúng ta cũng phải có một cái file ảnh nguồn nào đó để chúng ta tiến hành lọc nền ra, sau đó chúng ta lưu lại định dạng tạc ra và chúng ta đưa vào Avid Lightweight để chúng ta dựng. Thì tuy nhiên cái định dạng tạc ra là nó là một định dạng khá đặc biệt. Nếu như chúng ta sử dụng những phiên bản Photoshop từ 8.0 trở lên thì những cái định dạng tạc ra này khi chúng ta mở ra trong Photoshop chúng ta thao tác thì khi chúng ta lưu lại nó sẽ mất đi thuộc tính alpha của nó. Thì từ cái nền đen alpha bị rỗng nền nó sẽ chuyển sang một cái nền trắng, do đó rất là khó khăn trong quá trình chúng ta thao tác. Tuy nhiên nếu như chúng ta sử dụng Photoshop 7.0 thì quá trình này nó diễn ra rất là đơn giản, vì bản chất của Photoshop 7.0 nó có thể hỗ trợ tốt được cho cái định dạng tạc ra, và khi chúng ta mở cái định dạng tạc ra lên thì nó tự động nó sẽ hiểu được những cái lớp layer có trong cái file này, và tất cả những thuộc tính của cái file này nó có thể hiểu như là một file PSD bình thường. Thì sau đây tôi sẽ minh họa cái thao tác chúng ta làm từng bước như thế nào để chúng ta có thể sử dụng được cũng như là chúng ta chế biến được một cái file ảnh từ cái định dạng tạc ra sang PSD, và sau đó tôi sẽ tiến hành chỉnh sửa cái project để chúng ta mặc định cái định dạng mà project nó sử dụng là bây giờ nó sẽ là PSD chứ không phải là tạc ra nữa, nhằm để hạn chế tối đa những cái khó khăn về sau khi mà chúng ta sử dụng lại cái project này. Thì cái các bước tiến hành làm việc thì tôi sẽ đi theo một lịch trình như thế này. Đầu tiên tôi sẽ dùng Photoshop 7.0 để tôi save cái định dạng tạc ra này sang định dạng PSD. Sau đó tôi sẽ import tất cả những cái ảnh PSD mà tôi có được vào trong Avid Lightweight. Sau đó tôi sẽ tiến hành tôi khai khởi media bằng tay vào tất cả những cái vị trí nào mà nó đã được sử dụng cho cái file tạc ra. Thì giờ sau khi mà khai khởi xong thì sau này chúng ta cái việc là khai hình khởi phim mà cái file PSD là tất cả mọi thứ nó sẽ tự động khai khởi chúng ta, và chúng ta không cần phải làm lại cái thao tác là chuyển đổi từ tạc ra sang PSD nữa. Sau đây tôi bắt đầu cái thao tác. Thì ở đây ở trong cái rack picture ở trên cái project 3D Wedding Style vòng 1 thì chúng ta có thể dễ dàng thấy được là đây là tất cả những cái file ảnh mà người dàn dựng người ta đã sử dụng trong cái project. Thì bây giờ tôi sẽ sử dụng một tính năng Send to để tôi gửi cái hình này qua bên Photoshop. Thì chúng ta sẽ làm cái thao tác này bằng cách nào? Đầu tiên chúng ta nhấp chuột phải vào bất kỳ một cái hình nào chúng ta chọn Send to. Chúng ta sẽ chọn lệnh Extend. Ở trong này chúng ta sẽ chọn cái lệnh là Order. Thì ở đây chúng ta sẽ bấm vào cái nút S. Ở đây trên máy này tôi đã sử dụng sẵn cái, tôi đã cài đặt sẵn cái chương trình Adobe Photoshop 7.0, do đó bây giờ tôi chỉ việc chỉ đến cái địa chỉ mà tôi đã cài cái phiên bản 7.0 này. Ở đây, đây chính là cái đường dẫn. Thì bây giờ tôi sẽ chọn vào, sau khi tôi chỉ định đường dẫn xong tôi sẽ đưa cái thanh màu vàng xuống cái chỗ Photoshop, sau đó tôi bấm cái lệnh Extend. Thì sau khi tôi bấm cái lệnh nó xong thì tự động chương trình nó sẽ load Photoshop 7.0 lên, và kèm theo là cái hình mà tôi đã send to, trong đó nó được mở lên. Bây giờ chúng ta đợi một lát cho chương trình Photoshop 7.0 nó mở lên. Sau khi mà quá trình nó mở file thành công thì chúng ta sẽ có được cái file tạc ra như thế này. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vào menu file, chúng ta chọn cái loại là Save As. Ở đây tôi sẽ ở trong cái phần picture của cái folder picture của cái project này, tôi sẽ tạo thêm một cái folder nữa. Tôi đặt tên là BSD cho chúng ta dễ quản lý. Và bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi save vào cái folder này. Chúng ta sẽ sổ xuống trong cái ô format, tôi chọn là Photoshop PSD, sau đó tôi bấm lệnh Save. Ok,
Thì cũng tương tự như vậy, những cái file sau này tôi cũng chọn cái lệnh extend, tôi chọn cho là order, cho là Photoshop, thì tự động nó cũng sẽ gửi cái file đó vào trong này cho tôi. Thì tôi cũng sẽ tiếp tục, tôi chọn cái lệnh là file save, tôi sẽ vào trong cái PSD này. Chúng ta làm như thế lần lượt để có tất cả những cái file mà chúng ta muốn. Rồi ok, tôi sẽ tiếp tục cái file này. Như chúng ta biết là cái định dạng file PSD thì nó được hỗ trợ hầu như là tất cả các phiên bản, bất kể nó là phiên bản nào, thì khi chúng ta mở ra thì nó cũng có đầy đủ những cái thuộc tính của laser mà nó không bị cái tình huống y như là những file tạc ra. Do đó, đó chính là cái lý do vì sao mà tôi phải chuyển cái định dạng tạc ra này sang cái định dạng PSD, để nhằm cho cái công việc chúng ta sau này nó hỗ trợ được tốt hơn, để chúng ta không cần phải quan tâm vấn đề là sau này chúng ta chuyển đi chuyển lại nó rất mất thời gian trong quá trình chúng ta làm việc. Rồi chúng ta cứ chuyển từ từ một. Rồi sau khi mà chúng ta có được cái file toàn bộ cái hệ thống file PSD rồi, chúng ta sẽ tiến hành quay trở lại Avid để chúng ta làm việc, nó rất là dễ dàng. Chúng ta chỉ tốn thời gian để chuyển đổi trong cái bước này thôi, còn ngoài ra chúng ta sau khi chúng ta chuyển đổi xong rồi thì nó sẽ rất là nhanh. Sau này đối với cái định dạng PSD thì chúng ta chỉ việc dùng Photoshop chúng ta tách nền, sau đó nó save lại là chúng ta có thể sử dụng một cách bình thường, chúng ta không cần phải chuyển đổi gì cả. Rồi chúng ta cứ từng bước chúng ta làm. Rồi chúng ta cũng chọn là PSD tiếp tục. Sau đó tôi save. Rồi tôi sẽ tiếp tục như là cái ảnh số 8. Tôi sẽ save lại PSD. Rồi tiếp tục. Tiếp theo là cái ảnh số 7. Chúng ta cũng tiếp tục những cái bước lặp lại như hồi nãy. Chúng ta xem vào trong này. Rồi sau đó chúng ta tắt nó đi. Rồi cái file số 5 chúng ta cũng tự. Thì chúng ta lưu ý ha, chúng ta chỉ cần chuyển đổi những cái định dạng tạc ra thôi. Còn đây cái file số 10 này chính nó chính là một cái file JPEG, thì chúng ta không cần phải chuyển đổi làm gì. Thì bản thân JPEG nó là cái định dạng phổ biến rồi, nó rất là cơ động. Thì trong quá trình chúng ta lấy ảnh từ máy kỹ thuật số vào, hoặc là những cái ảnh chúng ta có được trên máy tính, thì thường đa số định dạng của nó đều là JPEG hết, cho nó chúng ta không cần phải chuyển đổi sang định dạng nào khác cả. Chúng ta cứ để như vậy chúng ta xài thôi. Thì bây giờ sau khi tôi đã chuyển đổi xong hết tất cả những file này, thì bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi import những cái ảnh tôi vừa có được vào trong này. Ở đây tôi sẽ tạo một cái rack, tôi đặt tên là PSD chẳng hạn. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi import những ảnh tôi vừa có vào trong này. Thì ở đây cái những cái ảnh này tôi đã lưu ở trong vị trí này. Bây giờ tôi sẽ làm được, tôi mở tới đúng cái địa chỉ mà tôi đã vừa save tấm hình xong, tôi lưu nó vào trong này. Chưa, đây là tất cả những cái file mà tôi đã có. Đấy, bây giờ tôi sẽ chọn hết vào trong này. Chúng ta sẽ đợi một lát cho cái quá trình nó import vào trong này. Rồi thì chúng ta sau khi chúng ta đã có được những cái file này, nó bây giờ nó cũng sẽ đã hỗ trợ được anh file bình thường như file thật ra. Thì tiếp theo chúng ta sẽ làm cái thao tác là chúng ta sẽ khới những cái file PSD này vào cái file tạc ra kia, để nó sau này khi chúng ta sử dụng thì tự động nó sẽ trở về những file PSD này, mà nó sẽ không có trở về những file tạc ra cũ nữa. Thì bây giờ để tiến hành cái thao tác thì chúng ta sẽ mở một cái screen nào đó ra. Ví dụ như ở đây tôi chọn là cái style 1 thì ở đây chúng ta mở ra. Thì đầu tiên chúng ta phải tắt cái track demo này đi để chúng ta quan sát được những cái phần trình diễn của những cái track ở bên dưới. Thì ở đây chính là cái hình của chúng ta nè. Đây là chính là cái file tạc ra. Đây chúng ta nhấp chuột phải vô cái track này, chúng ta chọn property. Sau đó chúng ta qua cái hệ chữ V thì chúng ta sẽ quan sát được cái đường dẫn của nó. Đây chính là cái file. Chính là cái file tạc ra. Đó, chúng ta cần quan tâm như đó thôi. Còn cái ô trong cái ô general này, cái hệ general này thì chúng ta đây quan tâm đây chính là hồi lượng của cái file này. Thì chúng ta nên nhớ
Khi chúng ta muốn thay thế một cái hình nào đó để đè lên tấm hình cũ thì tối thiểu thời lượng của nó cũng phải bằng hoặc là lớn hơn cái file cũ thì nó mới được. Thì bây giờ đây chính là cái file này, nó có độ dài là 5 giây. Thì bây giờ tôi sẽ quay trở lại cái Raster BSD, tôi cũng nhấp chuột phải, tôi chọn cái lệnh property. Ở đây trong cái ô general này tôi sẽ general nó có một cái dòng gọi là deletion, thì bây giờ tôi sẽ nhấp đúp vào chỗ này thì nó tự động nó sẽ nhảy ra 8.0 màu đen. Thì bây giờ tôi sẽ gõ vào là 05, sau đó tôi enter đó. Quý vị và các bạn nhớ chúng ta luôn phải bấm enter sau khi chúng ta chỉnh xong thì cái giá trị này nó mới được lưu lại. Còn nếu như chúng ta chỉ cần nhập số 05 vào, chúng ta bấm cái dấu ô, dấu check ok này, thì đương nhiên là quá trình cái hộp hội này nó sẽ mất đi, nhưng mà tuy nhiên nó sẽ không lưu lại cho chúng ta đâu. Do đó tôi nhắc quý vị và các bạn chúng ta phải bấm enter, sau đó chúng ta check vào cái dấu này để chúng ta thoát ra. Thì bây giờ cái file này nó có đã có thời lượng là 5 giây. Bây giờ chúng ta chỉ việc kéo bằng tay vào để đè lên cái trắc cũ, thì chúng ta sẽ làm cái thao tác như thế này. Đầu tiên chúng ta sẽ giữ cái phím control trên bàn phím, sau đó chúng ta dùng chuột trái chúng ta gấp. Sau khi mà nó đến đúng vị trí chúng ta muốn và nó đã xuất hiện con trỏ hình dấu bằng ở trên màn hình thì chúng ta thả ra, thì lúc đó tự động cái file BSD của chúng ta nó sẽ thay thế vào vị trí này. Chúng ta có thể kiểm chứng lại bằng cách chúng ta property để chúng ta xem. Thì chúng ta thấy ở đây nó đã chuyển thành file BSD. Thì cái thao tác này chúng ta cứ lần lượt tương tự như vậy đó, nó lần lượt chúng ta tương tự như vậy để chúng ta thay thế hết. Thì như chúng ta thấy đây, cái nền rỗng, cái định dạng BSD nó vẫn có chức năng tương tự như cái file thật ra, mà nó không có bị mất hay là bị gì cả. Thì sau này mặc dù chúng ta có sử dụng phiên bản Photoshop nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng có thể kế thừa được những cái mẫu BSD này. Chúng ta không cần quan tâm đến vấn đề là file thật ra như là như tôi nói ban đầu, nó chỉ hiểu được trên Photoshop 7 thôi. Bây giờ nếu như khách quan trong quá trình chúng ta chỉnh sửa đầu Z thì chúng ta nên copy một những cái screen là chúng ta chỉnh sửa thành hai dạng. Ví dụ như đây là cái định dạng gốc của người dàn dựng, người ta đã xài cái định dạng là tạc ga. Thì nếu như chúng ta muốn bỏ luôn cái định dạng tạc ga thì chúng ta có thể mở từng screen trong này, chúng ta kéo đè cái file BSD chúng ta vô luôn. Còn nếu chúng ta muốn copy sang một cái phiên bản khác nữa, chúng ta vẫn giữ lại cái bản gốc, tuy nhiên chúng ta sẽ tạo ra được những screen mà nó có cái định dạng BSD như ý muốn của chúng ta. Thì chúng ta cứ ví dụ như bây giờ tôi làm cái thao tác này đi, ví dụ như là chọn cái lệnh là tôi gõ tạo một trắc folder là long screen chẳng hạn. Rồi ở đây ví dụ như là tôi tạo thêm một cái trắc là style 2 đi, style 02, style 02 ví dụ như là tôi đặt tên là góc chẳng hạn. Rồi thì tôi sẽ tạo thêm được một cái trắc nữa là style 02 edit, ví dụ như đây tôi tạo như vậy cho nó trực quan. Thì bây giờ tôi sẽ quay lại cái này, tôi chọn cái là style 02 thì tôi sẽ copy cái file gốc vào trong này. Đấy, paste vào. Sau đó tôi cũng sẽ copy một cái style này lần nữa, tôi thả vào trong cái chỗ style 2 edit. Nhưng mà bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi chỉnh sửa được cái edit này thôi. Tôi nhấp đúp vào cái screen này để tôi mở ra. Thì bây giờ tôi sẽ chỉnh sửa được cái file này. Tôi cũng sẽ tắt cái demo. Rồi bây giờ tôi cũng sẽ xem cái thời lượng của cái file này nó là bao nhiêu. Chúng ta có thể dễ dàng chúng ta thấy được ở đây là nó là 8:24. Thì bây giờ tôi cũng sẽ chỉnh sửa lại luôn. Tôi sẽ vào cái chỗ PSD này, tôi sẽ chỉnh sửa cái file này nó thành là 8:24. Chúng ta cũng làm y như cái thao tác hồi nãy, chúng ta gõ vào 018 và chỗ này chúng ta gõ là 24, ta enter, sau đó chúng ta bấm vào cái nút ok để thoát ra. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kéo đè vào trong vị trí này, là dấu bằng chúng ta thả ra. Rồi chúng ta quan sát ở đây nó cũng sẽ tự động nó thay thế cho chúng ta luôn. Thì bây giờ chúng ta đã có được ở đây chính là cái screen gốc của người dàn dựng người ta cung cấp cho chúng ta ban đầu. Và còn cái này chính là cái chúng ta chỉnh sửa. Sau này tùy theo mục đích chúng ta sử dụng, nếu như chúng ta vẫn muốn sử dụng những cái bản gốc thì chúng ta sẽ thay thế, chúng ta sẽ sử dụng những cái screen này. Và khi chúng ta muốn sử dụng những file BSD để chúng ta cơ động hơn trong quá trình chúng ta làm việc thì chúng ta sẽ chọn cái chúng ta đã chỉnh sửa. Thì những cái screen khác chúng ta cũng tương tự chúng ta làm như vậy, cứ con đường cũ mà chúng ta đi thôi. Đó thì ví dụ như ở đây nó trong cái bộ 3D Custom Style 1 thì chúng ta có tất cả là 10 style. Thì khi chúng ta đã biết được cái quy tắc làm việc thì chúng ta cứ việc làm như vậy. Thì tùy theo quá trình chúng ta, ý đồ của chúng ta cũng như là cách chúng ta làm như thế nào, chúng ta muốn giữ lại bản gốc hay là chúng ta bỏ luôn bản gốc, thì chúng ta cứ làm theo cái thao tác như tôi vừa mới nói xong. Thì trên đây là một số những cái thủ thuật nhỏ mà tôi đã giới thiệu ban đầu. Hy vọng những cái thao tác nhỏ nhặt này sẽ giúp đỡ được quý vị và các bạn một phần nào trong quá trình chúng ta làm việc.